Thì họ đâu có hiểu về nghệ thuật chép tranh. Kêu cũng được biết, có rất nhiều bạn làm việc nhưng mà không có hiểu biết về pháp luật, cũng như sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình chỉ để chạy theo đồng tiền. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cho mọi người cùng biết về luật trong ngành chép tranh được không ạ? Sorry anh, em tới trễ. Anh tới lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm em. Anh gọi bia cho em luôn rồi nè. Em có đem tranh cho anh này. Cứ phong độ này á thì em sẽ sớm trở thành đại gia luôn đó em trai à. Nhưng mà mục đích của em không phải là trở thành đại gia. Hôm nay em hẹn ra đây cũng là để nói với anh chuyện này. Em nói đi. Em sẽ không chép tranh nữa. Em muốn hoàn toàn tập trung vào sáng tác và mở phòng trưng bày riêng cho mình. Em trai, anh đã hứa mở phòng trưng bày tranh cho em rồi mà. Anh đâu có quên. Em không có muốn đợi nữa. Em không cần đợi nữa. Chép xong bức tranh này, anh lập tức triển khai phòng trưng bày tranh cho em liền. Là bức tranh mẹ cô họa sĩ đỏ cánh. Anh kêu em đào tranh hả? Ông này á là người khách nước ngoài. Vì người phụ nữ trong bức tranh này á nhìn rất giống mẹ của ông ta, nên ông ấy muốn có một bức tranh mang về tặng mẹ nhân ngày sinh nhật đó mà. Ông đi liên hệ trực tiếp với họa sĩ đỏ cánh mà mẹ. Em chép tranh chứ không có đào tranh. Muốn làm việc lớn á thì em nên biết bỏ những cái nhỏ đi. Sau giai đoạn này á, em sẽ có đủ điều kiện, đủ tiền để thực hiện những ước mơ em muốn mà. Tiền không phải là tất cả. Cái này là phạm pháp đó. Không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu anh. Chuyện ăn có thể giải quyết được. Nhưng mà job này em không phải nhận được. Em về trước đây. Như cửa hoa anh. Ừ em. Dạ. À, hẹn hò gì giờ này mới tới ba. Sorry, sao xếp việc bận. Mày mà lúc nào chẳng bận. Dạo này nổi tiếng ha, lên talk show rồi ha. Cái mặt bàn bên quận 7. Nên nhờ mày hỏi giùm. Mày hỏi giùm như thế nào rồi? À cái đó tao coi rồi. Mà thấy giá nó hơi chát. Mà ông sư phụ của tao á, ông thích tranh mày. Em mày về làm chung với ổng đi. Không còn đâu. Một mình tao làm được rồi. Mày cứ vậy. Mới ra cái gì cũng không có. Làm một mình căng lắm rồi nha. Tao lo liệu được. Mày cứ yên tâm. Nè, chốt cái mặt bàn đó cho tao đi. Làm gì với mập không? Tao nói mày rồi. Ông mập đó không có tốt lành gì đâu. Thôi, vậy làm với sư phụ của tao đi. Nghe lời tao một lần thôi. Tao hiểu ý mày. Nhưng tao với ổng đã băng sòng phẳng. Có gì mà phải sợ. Mày hiểu ổng hơn tao chắc. Cứ lo việc tao nhờ mày đi. Thế anh tới mặt bằng nó.
Alo, tao nghe nè mày. Ờ, hôm nay cái gì lạ không mày? Cái gì lạ mày? Ờ, không có gì. Gõ cái mặt bàn sao rồi? Ừ, thì đặt cọc rồi. Chờ Lập làm tiếp cái hợp đồng với để mà tính tiếp á. Thôi vậy nha. Tai nạn làm cho cậu bị chấn thương, võng mạc nặng và tế bào hình chớp bị phá hủy, làm mất dần khả năng nhận thức về màu và cũng có thể gây ra các triệu chứng khác của thị lực về hình ảnh. Mắt của cậu muốn trở lại bình thường phải chờ một người hiến võng mạc và một chi phí khá lớn để thực hiện ca phẫu thuật này. Bức tranh này của họa sĩ Đỗ Cảnh ở đâu bác sĩ có vậy? À, đó là mẹ của con trai tôi. Mẹ nó mất lúc nó vừa đậu đại học mỹ thuật. À, tại sao bác sĩ lại lên mang Đỗ Cảnh là Đỗ hay bác? Ở Đỗ là hậu của mẹ nó, lấy nghệ danh hay mẹ nó? Thì ra là vậy. Nó thương mẹ nó lắm, nó khóc nhiều lắm, nhiều tới mức sắp mù tới nơi. Và nó bị bong võng mạc và bị mù màu như cậu bây giờ vậy. Thời gian đó nó nhốt mình trong phòng, bức tranh mẹ là bức tranh đầu tiên giúp nó đến con đường nghệ thuật vô sắc. Bao nhiêu người hỏi đấu giá nhưng nó nhất quyết không bán. Và nó cũng không nhận vẽ những bức tranh về mẹ nữa. Vậy là bây giờ anh Cảnh vẫn mù màu rồi bác. Phải.